Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, không ít người đã tìm lại những lời dự đoán về vận mệnh thế giới trong năm 2022 của một số nhà tiên tri nổi tiếng. Cũng giống như bà Vanga, trước khi qua đời, nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã để lại những tiên đoán gây sốc về bức tranh thế giới trong năm 2022. Sau 400 năm, những câu thơ khó hiểu của ông đã được giải mã. Đáng chú ý, trong lời tiên tri của mình, Nostradamus đặc biệt nhắc đến 3 ngày đen tối nhất trong lịch sử sẽ bùng nổ trong năm 2022, khiến nhiều người khốn khổ. Kỳ lạ thay, những lời cảnh báo của Nostradamus trùng khớp đến khó tin với lời tiên tri của bà Vanga, cậu bé Ấn Độ, về một thế giới đầy bất ổn trong tương lai. Vậy rốt cuộc, nhà tiên tri người Pháp đã dự đoán 3 ngày đen tối nào sẽ bùng nổ trong năm 2022? Khi nào nhân loại mới thoát khỏi đại kiếp nạn và bước vào kỷ nguyên tươi sáng? Trước những biến động về tình hình chính trị hiện nay, liệu Việt Nam có ảnh hưởng hay không? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Nhà tiên tri Nostradamus là một nhà chiêm tinh nổi tiếng người Pháp. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách Les Prophéties, Những Lời Tiên Tri, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ được cho là dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai. Ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1555. Những dự đoán của Nostradamus khá chính xác trong suốt nhiều năm, trong đó có nhiều thông tin không tích cực. Ông thậm chí còn dự báo trước một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh, thiên tai, ám sát và các trận chiến. Nostradamus đã tiên đoán về sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ đại hỏa hoạn ở London, vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. Những dự đoán của nhà tiên tri người Pháp vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là sẽ kéo dài đến năm 3797. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, từ cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng, nhiều người đã tìm lại lời tiên tri của ông về bức tranh thế giới trong năm 2022. Đáng nói, trước khi qua đời, nhà tiên tri người Pháp đã để lại lời cảnh báo về 3 ngày đen tối sẽ bùng nổ trong năm 2022, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc, Nostradamus đã tiên tri thảm họa nào sẽ giáng xuống trong năm 2022 mà loài người không được chủ quan? 3 ngày đen tối liên quan đến lời tiên tri của Nostradamus là gì? Liệu Việt Nam có phải hứng chịu ảnh hưởng từ những biến động chính trị hiện nay hay không? Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu những lời tiên tri về vận mệnh thế giới năm 2022 của Nostradamus ngay sau đây. Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus nổi tiếng với biệt danh là nhà tiên tri u buồn bởi những thấu thị của ông về tương lai, phần lớn mang màu sắc u ám và thê lương, xung đột và mất mát. Sống tại Pháp ở thời cách đây khoảng 500 năm, nhà tiên tri Nostradamus còn được gọi là Michel de Nostradam, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1503, mất ngày 2 tháng 7 năm 1566, từng làm chấn động hoàng gia bởi những tiên tri dựa trên chiêm tinh học của mình. Ông được đích thân hoàng hậu Pháp Catherine de Médicis, vợ vua Henry II, mời đến cung điện để xem số mệnh của công chúa và hoàng tử. Năm 1555, khi xuất bản cuốn Những Lời Tiên Tri, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ với những lời tiên tri được thể hiện dưới dạng những câu thơ có vần điệu, cuốn sách được đón nhận đến mức người ta phải phóng to nó ra để dâng cho nhà vua năm 1558. Ông chính là nhà tiên tri đã đọc nhiều nhất trong thời kỳ phục hưng. Đến thời hiện đại, rất nhiều chuyên gia vẫn miệt mài nghiên cứu các cuốn sách tiên tri của ông với những dòng từ tứ tuyệt không dễ dàng hiểu để cố gắng tìm hiểu những gì có thể xảy ra trong tương lai. Và quả thực, họ nhận thấy nhà tiên tri Pháp Nostradamus đã nhìn đúng được rất nhiều sự kiện xảy ra trong tương lai, cách thời ông ở hàng trăm năm, bao gồm cuộc cách mạng Pháp 1789-1799, cơn đại hỏa hoạn của thành London, Anh tháng 9 năm 1666, sự trỗi dậy của Adolf Hitler, cái chết của công nương Diana, cơn bão Katrina chết người tại Mỹ, bom nguyên tử, thảm kịch khủng bố đen tối nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, và trận hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà ở Pháp. Những dự đoán của nhà tiên tri người Pháp vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là sẽ kéo dài đến năm 3797. Mặc dù chưa biết có trở thành sự thực hay không, nhưng những dự đoán của Nostradamus vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong phần tiên tri về năm 2022, Nostradamus đã để lại nhiều dự đoán gây sốc về bức tranh thế giới cũng như diễn biến của đại dịch khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Và câu hỏi đặt ra là những dự đoán của Nostradamus vào năm 2022 là gì? Hơn 460 năm sau khi Nostradamus xuất bản cuốn sách, nhiều người vẫn bị thu hút bởi các lời sấm truyền của nhà tiên tri người Pháp vì hầu hết là những dự đoán mở, có thể suy luận theo nhiều nghĩa.
Đặc biệt hơn cả, người ta lại phải chú ý đến Nostradamus bởi cụm từ Omicron xuất hiện trong những phần thơ của ông từ 467 năm trước. Ông đã đề cập đến biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Một lời tiên tri sớm truyền khiến nhiều người phải nể sợ. Thậm chí, có rất nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 cũng xuất hiện trong cuốn Những lời tiên tri 1555 của ông. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, nhà tiên tri người Australia Jessica Adam đã viết trên website của mình rằng sau khi đọc cuốn Những lời tiên tri, bà nhận thấy rằng cách đây hơn 400 năm, nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán về sự xuất hiện của các biến chủng virus SARS-CoV-2 ở nhiều quốc gia trên thế giới trong năm 2020-2021, trong đó có Lambda, biến chủng ở Peru xuất hiện tháng 8 năm 2020, Kappa, biến chủng ở Ấn Độ xuất hiện tháng 12 năm 2020 và Theta, biến chủng ở Philippines xuất hiện tháng 2 năm 2021. Và nay, theo phân tích của một nhà tiên tri hiện đại đến từ Nhật Bản, những câu thơ khó hiểu của Nostradamus lại được giải mã. Theo đó, Nostradamus dự đoán rằng vào năm 2022, ba ngày đen tối sẽ bùng nổ. Nó sẽ đến với cả thế giới và khiến nhiều người khốn khó. Nhà tiên tri Nhật Bản đã đưa ra ba khủng hoảng tương ứng với ba ngày đen tối liên quan đến lời tiên tri của Nostradamus có thể xuất hiện. Đầu tiên, đó là trái đất bị mưa thiên thạch tấn công. Năm 1555, Nostradamus cũng dự đoán rằng trái đất sẽ bị một thiên thạch đâm trúng trong tương lai, gây ra sự diệt vong hàng loạt. Không rõ chính xác thời điểm mà nhà tiên tri Pháp dự đoán là khi nào, nhưng ông từng viết rằng một ngọn lửa lớn sẽ rơi xuống từ trên trời. Cơn mưa mới, nóng chảy và đột ngột, viên đá lửa từ trên trời rơi xuống khiến biển khô cạn. Cái chết ở 7 khu vực, gồm cả biển và đất liền, đến đột ngột, nhà tiên tri Pháp viết trong cuốn sách của mình. Một ngọn lửa lớn từ trên trời rơi xuống trong 3 đêm. Ngay sau đó là một trận động đất, nhà tiên tri viết. Theo Daily Mail, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA cảnh báo, cứ 2.000 năm, một tiểu hành tinh được đặt tên là 2021 GW4 sẽ xuất hiện và bay gần với trái đất. Tuy nhiên, nó không gây ra mối đe dọa nào tới trái đất vì khoảng cách dù gần nhưng vẫn đủ an toàn. Như vậy, tiên đoán của Nostradamus về một thiên thạch lao vào trái đất khó có thể xảy ra trong năm 2022. Nostradamus nhấn mạnh rằng mưa sao băng Geminis sẽ đạt cực điểm vào năm 2022 và đó là lúc thiên thạch va vào trái đất. Khi chúng rơi xuống đại dương sẽ tạo ra những trận sóng thần lớn, nhấn chìm đất liền và khiến con người khốn khó. Tiếp đến là sự tái diễn của các trận đại hồng thủy. Nhà tiên tri Nostradamus cho rằng trái đất sẽ liên tục hứng chịu những trận lũ lụt lớn do thiên tiết bất thường diễn ra không ngừng. Riêng nước Pháp, quê hương của ông sẽ phải đối mặt với các thiên tai như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng liên tiếp. Không chỉ vậy, nhà tiên tri Pháp còn nói trái đất sẽ chuyển mình khiến cho lớp vỏ của nó biến dạng và hậu quả là gây ra các vụ động đất và núi lửa phun trào lớn. Rất nhiều người gặp nguy. Không chỉ vậy, ông còn cảnh báo loài người về vấn đề biến đổi khí hậu. Đáng chú ý nhất đó chính là sự nóng lên toàn cầu. Năm 1555, Nostradamus dự đoán rằng vấn đề biến đổi khí hậu sẽ trở nên tồi tệ đến mức nhiệt độ tăng cao sẽ nấu chín cá ở biển. Nhà tiên tri Pháp cũng đoán rằng trái đất sẽ không có mưa trong 40 năm và khi mưa đến thì những trận lụt lớn sẽ xuất hiện và tàn phá các quốc gia. Sức nóng của mặt trời khiến biển cả sục sôi. Một nửa số cá ở biển bị nấu chín, Nostradamus viết trong cuốn sách tiên tri. Trong một phần khác của cuốn sách, nhà tiên tri Pháp viết, trong 40 năm, nhân loại sẽ không thấy cầu vồng, không có mưa, trái đất sẽ ngày càng khô cằn hơn. Sau đó là những trận đại hồng thủy lớn. Theo Daily Mail, thế giới đã ghi nhận những đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán khắc nghiệt hơn trong những năm gần đây. Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo trái đất có thể ấm lên 1,5 độ C trong vòng 20 năm tới, sớm hơn một thập kỷ so với dự kiến trước đó của các nhà khoa học. Theo Daily Mail, những đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng và lũ lụt xảy ra ở khắp nơi trên thế giới thời gian vừa qua có thể là dấu hiệu cho thấy sự đoán của Nostradamus về biển sôi sục và các trận lũ lớn đã xảy ra gần đây, sẽ tiếp tục xảy ra trong năm 2022 hoặc tương lai gần. Đầu năm nay, khu vực Tây Âu ghi nhận trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 180 người chết. Một đợt nắng nóng gay gắt cũng khiến hàng trăm người ở Mỹ, Canada tử vong vào mùa hè năm nay. Hơn 300 người chết và 13 triệu người bị ảnh hưởng do các trận lũ lụt lớn ở Hà Nam, Trung Quốc hồi cuối tháng 7. Cuối cùng là nạn đói hoành hành khắp nơi do lạm phát. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán về một nạn đói toàn cầu do lạm phát khiến giá cả tăng trong bối cảnh nền kinh tế suy sụp. Theo Nostradamus, nạn đói nghiêm trọng sẽ khiến xung đột gia tăng khi con người tranh giành tài nguyên thiên nhiên do biến đổi khí hậu. Mật ong sẽ đắt hơn sáp nến, giá lúa mì cao ngất, con người sẽ tìm kiếm thức ăn trong tuyệt vọng.
Nostradamus dự đoán, tình hình thế giới hiện nay cho thấy các quốc gia đang gặp nhiều vấn đề như bất ổn chính trị, đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt gây ra lạm phát, đẩy giá lương thực, thực phẩm và tiền năng lượng tăng cao. Theo Daily Mail, giá khí đốt đã tăng 500% trong chưa đầy 12 tháng ở Anh do nhu cầu năng lượng tăng, trong khi xuất khẩu khí đốt từ Nga và nguồn cung ở Pháp rất thấp. Nostradamus dự đoán rằng khi giá cả tăng lên, một phần do các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt, loài người sẽ tuyệt vọng. Một số người kích động cuộc chiến tranh giành tài nguyên như thực phẩm, năng lượng hay nguồn nước. Các quan chức của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo thế giới có thể rơi vào tình trạng xung đột và hỗn loạn nếu các lãnh đạo thế giới không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo Daily Mail, dự đoán này của nhà tiên tri người Pháp có cơ sở để trở thành hiện thực vào năm tới hoặc tương lai gần. Ngoài ra, nhà tiên tri người Pháp còn dự đoán sự trỗi dậy của AI. Cụ thể, từ năm 1555, Nostradamus dường như đã đoán được sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo trong tương lai, theo Daily Mail. Trăng đêm rằm trên đỉnh núi cao, nhà hiền triết thấy điều đó. Những đệ tử bất tử, mắt hướng về phía nam, tay ôm ngực, sắc rực lửa, nhà tiên tri viết. Những lời sấm chuyển trên có thể được hiểu như một dự đoán về sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. AI được coi là đệ tử bất tử và sẽ thay thế con người trên trái đất. Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk từng tuyên bố rằng tập đoàn Tesla dự kiến sẽ ra mắt một robot AI hình người nhằm thay thế con người làm những công việc nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc quá nhàm chán. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về việc quá phụ thuộc vào AI cũng như công nghệ. Điều kỳ lạ là những lời tiên tri của Nostradamus cũng trùng với tiên tri của Baba Vanga về thế giới ở một số điểm. Cả hai nhà tiên tri sống ở hai thời đại khác nhau nhưng cùng có những dự báo về một thế giới đầy bất ổn trong tương lai vì biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và đói kém. Nostradamus dự đoán rằng vào năm 2022, ba ngày đen tối sẽ bùng nổ. Nó sẽ đến với cả thế giới và khiến nhiều người khốn khó. Đầu tiên là trái đất bị mưa, thiên thạch tấn công. Tiếp đến là sự tái diễn của các trận đại hồng thủy. Cuối cùng nạn đói hoành hành khắp nơi.